Mùa tỏi chiên hầm, căn hiểu tròi nòm lồng piu nòm hù, mũi nhàng quỷ quyền đoàn Lộc Bình Lạng Sơn xanh, đã xiết và hiểu, tò búa có tổ chức làn miền, diêm của nhùa cáp nhịa xanh, chậu căn cửa hỏng pun đài, liều mai lưới hấu pun miền chậm khâu. Mũi khổng hào này đã to hăng hiểu tròi phìn hầm, vàng miền chậm khâu, lành tu mũi diệm lưới hấu dày. Căn càng chết hay mai có hòn cả nai chủ chẩm buồn hóa miền, tỏ đảng thì này lăng lạp bịa mẫu sơn xả, ảnh bịa cửa hòn má mốt nhà mai, diêm thị trấn Lộc Bình, liều kinh có dầm lùi hầu kiom, buồn khẳn cắp khẳn ấy của hoa. Hóa miền tỏ bé hóa chẩm, gia tình hóa miền buồn khâu, ấy này má mài nhàn mai thăm lùi hầu giang. Chia dầm lùi hầu kiom, kinh diêm cửa hòn má mút nhàn mai, đã băng tỏ giảm mải vườn nhàn phí diêm dìa lầu, liều dung của hoa tụ lồng hơn. Dìa mình hay buồn mày cửa hòn bún đai lùi hầu, dìa đã bịa kinh chia diệm tỏ dấn bún hoa miền. Các người học đi chợ thấy ở đây có nhiều đi vào chọn. Bịa triển hoai hay, diêm trung tâm thị trấn Lộc Bình, mài dệt cửa hòn, mài lùi hầu má mốt nhàn mai, chiền mài thăm mùa tỏi thảo kinh lỏng. Tu quyền đoàn cấp hội chữ thập đỏ quyền tổ chức, dậu con má mốt nhàn mai, si lùi hầu cấp có hòn cả nai sửa lòng, cả nai phục vụ cổng xì tụ sâu, tu bay diêm cửa hòn, dành tốt đoàn viên chỉ nên xếp gọn rảnh. Lùi hầu tu bay, dành bé lùi hầu lỏng, chay mài thắp mịn hòng xiang mắc cảnh sửa lòng quỷ ạ. Vậy anh này, cúc bia nói hơi Lộc Bình, anh mài thắp mua tỏi, mài cả miền củ miền lụn, mài miên liều kinh có dầm lùi hầu hị dép dần sửa lòng. Tôi thấy cái chương trình này của đoàn thanh niên. Lùi hầu diêm nay thổng xiang, có phun đoàn viên chỉnh ninh trên lồng. Chọn được mấy cái cho thằng con, tôi rất là cảm ơn cái đoàn thanh niên. Em được trường cử đi đến phun tụ phai cầu lây diêm khổng hồng phun đai lùi hầu phun đà tiệp duầy cáp giả bùa mô tỏi kín ỏi liều mai nhàn mai thăm hòn cả nay tụ phai diêm cửa hòn má mốt nhàn mai nguyên đoàn Lộc Bình đà hiểu có tổ chức có doanh nghiệp có làn miền mài nhau kiêng diêm của nhùa thảo cả nhẹ xanh phun nhàn phun mượt năng lùi hầu hị dép có hòn cả nải nhẵn sâu bát gặp liều bái diêm cửa hòn phục vụ miền trầm khâu mải thìm thăm nhu yếu phẩm liều phục vụ diêm dìa lầu sinh hoạt mô tỏi này hướng cái phong trào của thanh niên bột quyền đoàn siết và hiểu to lời hầu pun mũi miền trầm khâu bế hoa miền dìa chây đã to mình pun một số ít quần áo và giày dép mũ nón cho các cháu vùng sâu vùng xa. Ở kết quả hoạt động từ 2018 đến nay, cửa hàng Pun Dai tu khỏi biển hoi hay Lộc Bình, di bua xỉ chán là phai đoàn viên chỉnh nghìn, bang mô tỏi, nếp bếp cổng xỉ chiên mài nghìn nhau. Chúng tôi tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn các hoạt động ở cửa hàng không đồng. Cả nhẹ coi chiếc cửa hòn má mút nhàn mai diêm trung tâm thị trấn, quyền đoàn Lộc Bình thống cắp tỏi có tổ chức có làn miền mài nhau kiang, vườn miền chầu xì lỏng, gòi khổng hòn mài lưu hầu thảo có lăng, có xả chiền buồng khâu, mát chủ mút nhàn mai, liêu mua tỏi thảo kinh tỏ ruộn châu. Diêm nhảy thìn nguy trực phàm, quyền đoàn đã cắp tỏi tổ chức túp bia luần, gòi khổng hòn má mút nhàn mai, diêm có xả, siêu chẳng pé tàu mua tỏi thảo xuân lỏng. Dẫu có mài buồn đôi hầu hị dép đà quỷa sử lồng, si cửa hòn má mút nhàn mai, đà thảo đang chở bình tỏng khải thẻ chiên, buồn có hoa chẩm, có làn miền buồng khâu. Tông nai tao hăng hiểu tròi phìn hăng phỉ bang tỏi diềm lầm chuộng, cắp có xì chầu lồng. Trong thời gian tới thì ban thường vụ huyện đoàn Lộc Bình sẽ tiếp tục siêu tháo di bua sẽ tiếp tục tỏ bùa tỏ xiết chấy năng mài có lời trình tỏ khổng hồng pun đai dần cắp mà có xà tẩy đu tẩy cu từ đó để góp phần nâng cao hiệu quả của tủ quần áo triển công cửa hồng mắm mút nhàn mai tú quyền đoàn Lộc Bình cắp có cơ sở đoàn tỏ chiết chầu diêm tẩy vùng quỳnh má tàn tỏ hàng vai trò xung kích tình nguyện diêm lực lượng đoàn viên chỉnh ninh anh thông bếp mô hình chiến sĩ tròn chun tu sự chuồng bùa bàng khé diêm lầm xã hội dần chầu căn đầu xài Lạng Sơn gấp lầm cua chuồng bùa với miền chậm mắt bụng hải miền căn gang.